Vâng, ở cái tầm tiền như thế này, ở một cái tầm tiền như này mà các bạn đã có sở hữu một chiếc sedan hạng ở phân khúc xe hạng B như thế này thì khá là ok, hạng C như này khá là ok cho mọi người. Vâng, một chiếc xe còn khá là đẹp và khá cứng xe như này, có thể nói là một chiếc xe còn rất là đẹp cho anh em mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì khá là ok. Vâng, ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em về một chiếc xe Honda Civic, một trong những mẫu xe cực kỳ là bền, cực kỳ lành, nổi tiếng của nhà Honda. Một trong những dòng Civic khá là đẹp với cái form dáng rồi là động cơ rất là khỏe và cơ bắp. Vâng, 89A13949 là biển số của chiếc Honda Civic, sản xuất năm 2009, số sàn máy 1.8, biển Hưng Yên. Đấy, một chiếc xe còn cực kỳ là đẹp, màu đen rất là ok cho mọi người. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022 và giá tiền hiện tại bên đây đang bán là 248 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Hải Phòng. Bây giờ thì Tuấn Anh đang có thể là đi tham quan, tham khảo về cái một chiếc xe như thế này. Chúng ta sẽ tìm hiểu hơn, chi tiết hơn, kỹ lưỡng hơn về chiếc Civic này. Đó, biển Hưng Yên nhá, 209 số sàn, xe đẹp, không lỗi. Xe thì không có đâm đụng tai nạn và không có taxi dịch vụ gì. Bốn quả bánh đa năng đúc, lốp mới cả dàn và đèn của nó thì rất là ok. Sơn xi của nó thì khá đẹp, tổng quan của nó con này thì không phải chê một cái gì với cái tầm tiền như vậy. Đó, anh em thấy đây. Xem để ngoài hơi bụi bẩn một chút nhá. Đấy. Vậy thì quý khách hàng nào bỏ ra cái số tiền 248 triệu để mua một chiếc Civic 209 form mới Ivantech 1.8. Đó, số sàn. Đấy, cực bền, cực lành và cực rẻ như thế này. Đấy. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Thân vỏ chiếc xe thì không có vấn đề gì. Cam kết cho các bạn là xe thì không có đâm đụng tai nạn và không ngập nước. Và quẹt siết sát tỉa sơn thì cái đấy thì không thể tránh được với một chiếc xe mà đã qua gần mười mấy năm sử dụng rồi. Đó, máy em vẫn đang để lỗ nhé các bạn nhé. Đó, từ cái thân vỏ xóm giáp của chiếc xe này còn khá là ok cho mọi người. Đó, đây là phần đèn pha của chiếc xe này. Đèn của nó rất là đẹp và sáng bóng sạch sẽ luôn này. Đó, cực kỳ led luôn. Hai bên đều như nhau. Đó, xe được trang bị 4 của bánh đa năng đúc, cũng khá là đẹp. À, lốp của nó lốp Michelin, tương đối rất là đẹp, tất cả khu lốp khu liếc của nó này rất là ok. Đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2022, một chiếc Civic Ivantech 2009, 2009 thì kính của nó này, anh em thấy đây, tất cả các kính của nó còn rất là zin, không có một cái kính nào là lệch đời cả, anh em nhé. Vậy quý khách hàng nào đang quan tâm về cái dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng đi. Một chiếc xe Civic như thế này, đấy, bụi bẩn này. Đấy, mà giá thì chỉ có 248 triệu. Với đời 2009 này thì nó sẽ lên đèn form mới, nghĩa là đèn form lục lăng. Đấy. Với những đời 2006 thì nó sẽ đèn tròn. Đấy. Một chiếc Ivantech 2009 số sàn rất là đẹp. Form dáng từ đèn đó của nó rất là ok cho mọi người. Tất cả kính nhớ của nó rất là ok, đúng không ạ? Xe đó thì không chê được một điểm gì luôn, không chê được một điểm gì. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì cùng Tuấn Anh của Hải Phòng đi tìm hiểu tiếp nào. Vâng, bỏ ra số tiền chỉ có chưa đến hơn 200 triệu thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Honda Civic như thế này. Vâng, đây là phần nội thất bên trong này, long lanh như con ong luôn. Nội thất ghế da màu kem rất đẹp, trần nỉ nguyên bản, sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Vô lăng của nó còn rất là đẹp như thế này. Tất cả hệ thống này, ốc bản lề, ốc nước của nó còn rất là ok. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Keo chỉ zin, không nỗi, không có mục mọt gì, anh em thấy đây. Không đâm va, không đâm xô và không tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Tất cả cột kèo của nó còn zin hết luôn theo xe này, anh em nhé. Rất là đẹp cho mọi người. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc Civic này thì cùng hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc Civic khá là đẹp cho mọi người. Ở cái tầm tuổi hơn 20 năm rồi. Hơn 15 rồi.
không cần phải nói nhiều, như này là các bạn đã đủ hiểu là một chiếc xe nó đẹp như thế nào. Rất là chất lượng cho mọi người. Tất cả này rất là ok. Keo chỉ zin rất xịn sò. Và đây là phần máng nước của chiếc xe này. Tất cả đều rất là zin. Keo chỉ này rất là zin luôn. Đây là phần để đồ. Tất cả cốp chiếc của nó, lốp dự phòng và đồ đạc tháo lốp còng chích đầy đủ hết theo xe. Và đây là phần gầm của chiếc xe này. Gầm bệ của nó thì không có vấn đề gì phải mục mọt cả các bạn nhé. Rất là đẹp. Nội thất thì tươi như hoa và sáng như gương luôn. Tất cả đều rất là ok cho mọi người. Rất xịn sò luôn. Đấy, báo cảnh sát dẹp đường cho biển 80p chạy qua đây. Không biết là có một bác nào chạy về Hải Phòng đây không biết. Rồi chúng ta sẽ lên xe và kiểm tra một số những tính năng của chiếc xe này, chất lượng của chiếc xe này. Xe chạy được 19 vạn, tính ra 19 vạn thì năm nay là 2009, 19 vạn năm nay 22 thì là giải 13 năm. 13 năm mà chạy 19 vạn thì mỗi năm hơn 1 vạn. Đó, màn hình cam lùi đầy đủ nhé các bạn nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ luôn, rất là ok cho mọi người. Xe được trang bị hai túi khí bên tài và bên phụ. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của chiếc xe là rất là đẹp. Tất cả hệ thống táp lô của nó rất đẹp và hệ thống kính điện đầy đủ, rất là ok. Rất là đẹp cho mọi người. Nội thất chiếc xe này không phải chê một cái gì luôn. Tất cả những cái này của nó rất là đẹp luôn. Số má rất là ok. Tóm lại là chúng ta đang có một chiếc Civic khá là đẹp cho mọi người. Ở cái tầm tiền hơn 200 triệu mà các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà không có taxi dịch vụ gì. Xe rất là đẹp. Để mà nói mà người ta mua chiếc xe này về chạy dịch vụ thì chắc chắn là một điều rằng là sẽ không có. Sẽ không có luôn các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ vào mở khoang máy lên để kiểm tra. Và đây là khoang máy của chiếc xe này. Xe này trang bị động cơ Ivantech Honda với khối động cơ là 1.8 4 máy. Máy móc của nó rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Chân máy của nó rất là zin luôn. Chân máy của nó rất zin và khô ráo cực kỳ luôn. Tất cả những cái phần đụng giảm sóc của chiếc xe thì không có động đến một cái đâm đụng gì. Đây là cụm chia ABS này. Cụm chia ABS bình ắc quy. Rất là bền. Chân máy này, tất cả hai bên đều rất là đẹp cho mọi người. Lắp cabo của nó rất là đẹp. Quá ok cho mọi người. Một chiếc xe Honda Civic 2008 à 09 số sàn 0.8 cực kỳ là led căng như thế này. Và quý khách hàng nào quan tâm về chiếc Civic này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Toàn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh của Tuấn Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị bạn ở những video tiếp theo ạ.